sáng trên từng con phố. Âm nhạc tỏa sáng từ trái tim luôn chờ nhau. Giai điệu hôm nay cùng hát yêu thương con người. Chương trình âm nhạc tỏa sáng với chủ đề Nhạc sĩ hát do Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Hội âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Trải qua các kỳ phát sóng với hơn 30 nhạc sĩ tham gia, chương trình đã chứng minh được sức hút và sự lan tỏa của mình khi các nhạc sĩ ở các tỉnh thành trên cả nước đều tham gia nhạc sĩ hát. Đến với chương trình, khán giả không chỉ được nghe các ca khúc nhiều màu sắc, được biên tập và dàn dựng hoành tráng, chất lượng, mà điều đặc biệt chính là sự lộ diện của các nhạc sĩ đứng đằng sau các ca khúc bất hủ nổi tiếng. Có thể nói, đây là một chương trình nhiều sức hút và đầy màu sắc, không chỉ với nghệ sĩ mà với cả khán giả. Nhạc sĩ hát sẽ được tiếp tục quay trở lại với những ca khúc mới và các nhạc sĩ đầy tài năng khác vào khung giờ phát sóng quen thuộc 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên fanpage Hội âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh. Kính mời quý khán giả và các nghệ sĩ theo dõi. Nhạc tỏa sáng từ trái tim luôn chờ nhau. Giai điệu hôm nay cùng hát yêu thương con người. Bạn cùng hát lên giai điệu đẹp, hòa cùng cuộc sống mến yêu. Dịu dàng lời hát vang trong tình người, hạnh phúc xua tan niềm đau. Nhịp nhàng từng trái tim yêu rộn ràng, nụ cười nở thắm đôi môi. Nhọc nhằn và những âu lo muộn phiền dần tan trong tình yêu thương. Nhạc tỏa sáng với bao niềm tin. Nhạc tỏa sáng trên từng con phố. Nhạc tỏa sáng từ trái tim luôn chờ nhau. Giai điệu hôm nay cùng hát yêu thương con người. Sáng với bao niềm tin, âm nhạc tỏa sáng trên từng con phố. Âm nhạc tỏa sáng từ trái tim luôn chờ nhau. Giai điệu hôm nay cùng hát yêu thương con người. Âm nhạc tỏa sáng, tỏa sáng với tỏa sáng trên từng con phố. Âm nhạc tỏa sáng từ trái tim luôn chờ nhau. Giai điệu hôm nay cùng hát yêu thương con người. Âm nhạc tỏa sáng từ trái tim yêu thương người. Âm nhạc tỏa sáng